quý vị và các bạn, ngã năm Chuồng Chó, ngã tư Hàng Xanh, Bảy Hiền, những tên gọi gần gũi với nhiều thế hệ người Sài Gòn vốn xuất phát từ tên người hoặc sự vật điển hình xưa. Ứng với mỗi cái tên trên là nhân vật có thật hay những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong lịch sử. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn trong video ngay sau đây. Sài Gòn nghĩa là thị trấn trong rừng, Đa Cao là do đọc trạch âm, Hàng Xanh bởi viết sai chính tả, hay Gò Vấp là vùng đất cao trồng nhiều cây vấp. Mỗi vùng đất Sài Gòn đều có những cách lý giải thú vị độc đáo như vậy. Trước khi đến với lịch sử thú vị của 5 nút giao thông nổi tiếng ở Sài Gòn, chúng ta cùng lý giải ngắn gọn về cái tên Sài Gòn. Nhiều người cho rằng tên gọi Sài Gòn được phiên âm từ Prainokor trong tiếng Khmer, nghĩa là thị trấn ở trong rừng. Sau này dần ra đọc trạch từ Prai thành Rai rồi thành Sài, từ Nokor đọc thành Kho và thành Gòn, nên mới gọi là Sài Gòn như hiện nay. Cũng theo thuyết thì ở Sài Gòn xưa, cư dân bản địa sống chủ yếu quanh vùng chợ lớn hiện nay. Thời đó có một rừng cây gòn bao bọc khu vực người dân Khmer sinh sống, vì vậy người ta gọi vùng đất này là Prainokor, nghĩa là thị trấn trong rừng. Trong Đại Nam Quắc Âm Tự Vị, Huỳnh Tịnh Của cũng bảo, xài tức là củi thổi, gòn là loại cây bông xốp nhẹ, nhẹ hơn bông thường, trong Nam thường dùng để dồn gối, dồn nệm. Cùng quan điểm, học giả Trương Vĩnh Ký đã quyết là xưa người Khmer có trồng nhiều cây gòn chung quanh đồn cây mai và chính cụ cũng đã thấy loại cây đó, vậy nên Sài Gòn đơn giản mang nghĩa là rừng gòn. Hay còn nhiều cách lý giải khác nhau về Sài Gòn như cống phẩm ở phía Tây, vùng đất làm nên ăn ra. Âu lý giải nào cũng có lý, chỉ là ta thấy rằng người dân bản địa đã thật tài tình khi đặt tên cho vùng đất này bằng sự thân thuộc trong đời sống tinh thần vật chất. Để rồi qua 300 năm, Sài Gòn đơn thuần chỉ là tên cây, tên cỏ, nhưng lại gắn liền mãi với những người dân nơi đây. Ngã năm Chuồng Chó, ngã tư Hàng Xanh, Bảy Hiền, những tên gọi gần gũi với nhiều thế hệ người Sài Gòn vốn xuất phát từ những tên người hoặc sự vật điển hình xưa. Ngã năm Chuồng Chó, nút giao thông lớn thuộc phường 3 quận Gò Vấp, nay có tên gọi khác là ngã 6 Gò Vấp. Đây là điểm giao nhau của đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Nghi. Thời Pháp thuộc, giao lộ này được gọi là ngã 5 Hàng Điệp vì dọc theo 5 tuyến đường chéo nhau bấy giờ có trồng những cây điệp lớn. Sau năm 1954, chính quyền cũ cho xây trường huấn luyện quân khuyển tại đây. Từ đó, người Sài Gòn đặt cho giao lộ này cái tên gần gũi, ngã năm Chuồng Chó. Năm 1966, trường này được nâng cấp thành trung tâm huấn luyện và bổ sung quân khuyển với quy mô mở rộng, kỹ thuật huấn luyện cũng được cập nhật từ Mỹ. Các chú chó nghiệp vụ này được huấn luyện đánh hơi để kiêm thêm công việc tuần tiễu. Có thời, tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại Đông Nam Á đều sử dụng quân khuyển do nơi này huấn luyện. Có một bài viết về đội quân khuyển này của tác giả Phan Hạnh ghi lại như sau. Trước khi quân đội Hoa Kỳ bắt đầu tham chiến tại Việt Nam, từ năm 1960, người Mỹ đã ý thức rõ và tiên liệu được rằng các căn cứ không quân và các phi trường quân sự sẽ là mục tiêu bị tấn công. Một dự án nghiên cứu và phát triển quân khuyển cho các đơn vị không lực Hoa Kỳ tại Việt Nam được đề ra tại một trại huấn luyện chó ở Gò Vấp, từng do người Pháp sử dụng trước đó. Tháng 7 năm 1965, 40 quân khuyển Mỹ đầu tiên được đưa đến bố trí tại 3 phi trường lớn nhất là Sài Gòn, Biên Hòa và Đà Nẵng. Đến cuối năm, con số này tăng thêm, nâng tổng số quân khuyển lên 99 con. Qua đến tháng 9 năm 1966, có hơn 500 quân khuyển Mỹ phục vụ tại 10 căn cứ. Trước năm 1975, có một ngã 3 và một ngã 5 rất nổi tiếng, nhưng là tiếng xấu. Ngã 3 Chu Yến, nay là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, và ngã 5 Chuồng Chó. Đây là khu vực nối với xóm mới trước năm 1975 mà người miền Nam thời đó ai cũng biết là đại bản doanh mại dâm số 1 Sài Gòn Gia Định, với hàng chục động chứa gái hoạt động công khai không kể ngày đêm. Một vùng tranh tối tranh sáng với những ngọn đèn vàng vọt hắt hiu. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống, ta sẽ thấy một bức tranh quen thuộc. Các cô gái má phấn môi son, mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc xương xương, miệng thì phì phèo thuốc lá đứng thành cả hàng cả dãy từ ngã ba Chu Yến chạy dọc xuống tới ngã năm Chuồng Chó. Nhìn sang phía bên kia đường đối diện là khu Tổng Y viện Cộng Hòa, nay là Bệnh viện Quân y 175. Hoặc có khi là ngồi tụng năm tụng ba với khách gần trung tâm tiếp huyết, ngay ngã ba Chu Yến.
và cũng chẳng ai còn lạ gì với hình ảnh những khách làng chơi say xỉn ngả nghiêng, bước chân siêu vẹo xoắn quẩy theo các cô gái buôn hương bán phấn đi vào những ngõ hẻm tối tăm, tối như chính cuộc đời của họ ở những ngày ấy. Lại nhớ về một câu chuyện khá bi hài của hơn 60 năm về trước, cái thời vàng son của nền đệ nhất Cộng Hòa dưới sự cai trị của ông Ngô Đình Diệm. Thời đó, khu vực xóm mới Gò Vấp là nơi tập trung nhiều người Công giáo vừa di cư từ Bắc và Nam. Những người này rất được Ngô Đình Diệm quan tâm ưu ái vì ông ta là một con chiên ngoan đạo. Và cũng thật oái oăm, khu xóm mới Bình Khang này lại là nơi tụ tập các dịch vụ nhạy cảm, thực chất là mại dâm, mà chính quyền Sài Gòn thời đó dồn tập trung hết về nơi này với mục đích để cho dễ quản lý. Nhưng khu Bình Khang lập tức rơi vào sự kiểm soát của các trùm du đãng, chính quyền bị vô hiệu hóa vì nạn hối lộ và quan trọng hơn là những người vào khu Bình Khang đều bỏ qua luật pháp mà chỉ tuân thủ các luật ngầm của giới giang hồ. Kéo theo đó là cho vay nặng lãi, bảo kê, đâm thuê chém mướn. Vì nghĩ rằng chính quyền đã hợp pháp hóa mại dâm nên mại dâm bên ngoài khu Bình Khang bùng phát. Theo thống kê của Bộ Xã hội chế độ Sài Gòn thời đó, những năm 1950, gái mại dâm chưa đến 5.000 người, nhưng đến năm 1968 là 10.000 người và đến năm 74 thì tăng gấp nhiều lần. Khu Bình Khang trở thành nỗi ám ảnh đối với người Sài Gòn, không chỉ về mại dâm mà còn nhiều tệ nạn khác như là ma túy, đâm thuê chém mướn. Chính quyền Sài Gòn ra sức dẹp bỏ, truy quét nhưng không làm gì được mà còn phát sinh khu tệ nạn mại dâm. Thế là vào một chiều đẹp trời, Ngô Đình Diệm bỗng muốn đi vi hành đến khu xóm mới xem bà con Công giáo của ông ta sinh sống ra sao. Và chuyến đi này cũng thật lặng lẽ, ông ta không muốn cho ai biết nên cũng cho xe đậu ngoài đường và đi bộ vào xóm, dĩ nhiên có cả cận vệ đi theo. Các ả gái điếm ở đây thì nào có quan tâm gì đến các biến chuyển thời cuộc hay mặt mũi các ông lãnh đạo thời đó bao giờ đâu. Thế nên, thoáng thấy bóng dáng một quý ông, tuy hơi lùn nhưng được cái sang trọng, lại còn có cả cận vệ tháp tùng. Đi vào thì các chị em ta tưởng đại gia đi tìm gái, nên cả bọn ào vào níu kéo trước sự ngỡ ngàng lẫn hoảng hốt của ông Diệm. Các cận vệ phải nhào đến giải vây, ông Diệm được phen giận tím người, đùng đùng bỏ về luôn. Chẳng biết có chàng cận vệ nào xì ra tin này không, mà hôm sau nhiều báo đồng loạt đăng tin, tông tông xuống xóm. Nhưng cũng chỉ sau 3 nốt nhạc đã bị Bộ Thông tin kiểm duyệt không cho phát hành và ra lệnh thu hồi tất cả các báo có đăng tin này. Tuy nhiên, vẫn kịp có vài tờ lọt ra ngoài, được vài nhà báo lén truyền tay nhau rồi dỉ tai tin, tông tông xuống xóm. Tin lan truyền như chuyện cái áo choàng của hoàng đế, tức là chuyện ông vua cởi chuồng. Và từ đó về sau, cụm từ xuống xóm trở thành từ để chỉ việc đàn ông đi nhà chứa. Ngã ba chú ý. Giao lộ lớn thường xuyên diễn ra việc ùn ứ xe vào giờ tan tầm thuộc phường 3 quận Gò Vấp, gần công viên Gia Định. Đây là điểm giao giữa các tuyến Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Giám, Phạm Văn Đồng. Theo một nhà nghiên cứu, trước năm 1975, khu vực này có một người Hoa tên là Hía, làm nghề thủ công và có cửa hàng bách hóa lớn, nên người Sài Gòn gọi khu vực này thành ngã ba chú Hía. Qua năm tháng, phát âm này dần biến mất chỉ còn chú Ía cho đến nay. Ngược thời gian trở lại lịch sử, cửa ngõ này cũng từng là biểu tượng của Sài Gòn cả trong thời cuộc chiến tranh khốc liệt lẫn hậu chiến khó khăn về sau. Thời Sài Gòn còn chìm ngập trong chiến tranh, cửa ngõ này từng tập trung nhiều phương tiện quân sự ra vào thành phố và cả các cơ sở phục vụ chiến tranh dày đặc ở khu vực. Trong đó, Tổng Y viện Quân đội vẫn còn đến ngày nay là Bệnh viện Quân y 175 trên đường Nguyễn Kiệm. Cách không xa, trại huấn luyện quân khuyển từng tồn tại suốt hàng chục năm trước năm 75 không còn nữa nhưng vẫn còn trong trí nhớ người cao tuổi. Sân golf đầu tiên của Sài Gòn cũng được chuyển thành công viên Gia Định từ hàng chục năm qua. Một số người đã vô tình hay cố ý nhầm lẫn sân golf xưa cũ này nằm trong phi trường Tân Sơn Nhất. Nó tách biệt hoàn toàn và còn được ngăn cách bởi cư xá kiến ốc không quân dọc đường Trường Sơn hiện nay. Ở hai đầu khác của ngã ba chú ý là Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn cũ, nay là Doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trái tim khu vực này, phi trường Tân Sơn Nhất vẫn còn đó, vẫn ngày càng tấp nập chuyến bay hơn dù diện tích đã thu hẹp lại. Và thực tế, những bậc cao niên ở đây đều cho rằng ngã ba chú ý đã đổi thay rất nhiều như là biểu tượng phát triển của thành phố thời bình. Hơn nửa thế kỷ trước, ngã ba chú ý dù đã nhiều xe cộ đi lại nhưng vẫn còn chật hẹp. Hiện nay, ngã ba chú ý đã mở rộng thành ngã 6, với tên gọi khác là ngã 6 Nguyễn Thái Sơn hay vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, nhưng nhiều người Sài Gòn họ vẫn quen với tên gọi ngã ba chú ý khi đi qua khu vực này. Ngã ba ông Tạ.
Địa danh này được hình thành từ những năm 40 của thế kỷ trước và được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Ngã ba là điểm giao giữa hai đường Cách Mạng Tháng 8 và Phạm Văn Hai thuộc phường 5 quận Tân Bình. Cư dân khu vực ngã ba Ông Tạ đa số là người miền Bắc và phần lớn theo đạo Thiên Chúa. Về lịch sử tên gọi Ông Tạ, theo một số tư liệu lịch sử còn ghi lại, thì cái tên này có phần khá đặc biệt vì nó được đặt khi nhân vật còn sống. Sau Hiệp định Geneva, khi cả triệu người miền Bắc di cư vào Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm đã phân phối bà con đến sinh sống và khai thác những vùng đất còn hoang sơ, trong đó có vùng Ông Tạ hiện nay. Khi những di dân người Bắc mà hầu hết là đồng bào Công giáo đến, vùng này chỉ leo teo mấy căn nhà lá, có căn nhà nhỏ của ông Trần Văn Bỉ, một thầy thuốc Nam tu tại gia, chuyên bốc thuốc chữa bệnh cho dân nghèo quanh vùng. Ông Bỉ sinh năm 1918, người gốc Mỹ Tho, từ nhỏ từng lên đây học đạo và học nghề bốc thuốc Nam với sư phụ núi trên chùa núi Bà Đen, Tây Ninh. Sau ông về cất am tu và bốc thuốc cứu người. Bà con quanh vùng và cả từ các tỉnh lân cận như là Long An, Định Tường cũng lên chữa bệnh, hầu hết là bà con nghèo. Ông rất thương người nghèo, trước nhà ông ngày trước lúc nào cũng có một thùng đựng bạc lẻ để cho bà con nghèo lỡ đường. Có nhiều người nghèo quá, ông bắt mạch bốc thuốc không lấy tiền mà còn cho tiền ăn, tiền xe để về quê. Mọi người rất kính trọng nhưng không ai biết ông thầy tu bốc thuốc Nam tên gì. Thấy ông trụ trì một am nên gọi ông là thầy thủ tọa. Đọc theo giọng bình dân Nam Bộ là thủ tạ, rồi lâu lâu bà con chỉ gọi là ông tạ. Sau năm 1954, như đã nói ở trên, bà con người Bắc di cư vào sinh cơ lập nghiệp đông đúc, nhưng vùng đất này chưa có tên nên bà con gọi là khu ông tạ, theo tên ông thầy thủ tạ bốc thuốc giúp người từ lâu ở đây. Ngã tư Hàng Xanh. Đây là nút giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía đông Sài Gòn. Ngã tư Hàng Xanh là điểm giao nhau của hai tuyến đường huyết mạch Điện Biên Phủ và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Do lượng xe đông, đầu năm 2013, một cầu vượt bằng thép nhẹ được khánh thành để hạn chế ùn tắc. Ngã tư Hàng Xanh ngày nay hay trước đây gọi là ngã ba Hàng Xanh. Sau này do nhiều nhầm lẫn giữa cách phát âm xanh và xanh, nên không hiểu từ khi nào tên gọi ngã tư Hàng Xanh bị chuyển thành ngã tư Hàng Xanh và được coi là cái tên chính thức thay thế cái tên cũ. Lý giải về tên gọi Hàng Xanh, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trước năm 1945, khu vực này trồng nhiều cây xanh, loại cây lớn cùng họ với cây đa, cây đề, cây si. Xanh được trồng dọc theo hai bên đường Bạch Đằng ngày nay kéo dài đến tận ngã tư này. Vì vậy mà ngày xưa đường Bạch Đằng còn gọi là đường Hàng Xanh. Trước những năm 1960 thì nút giao này mới có 3 ngã nên được gọi là ngã ba Hàng Xanh. Cho đến năm 1960, cầu Tân Cảng, nay là cầu Sài Gòn, được xây dựng và tuyến đường xa lộ Biên Hòa, nay là xa lộ Hà Nội, kết nối với ngã tư thì nút giao này mới có tên là ngã tư Hàng Xanh. Thời đệ nhất Cộng Hòa, ít người biết đây là một trong những nút giao đồng mức thuộc hàng hiện đại nhất châu Á ngày ấy, với hệ thống đèn tín hiệu giao thông, phân luồng cùng giải phân cách hiện đại. Hệ thống cáp ngầm và dây điện được đi ngầm dưới lòng đất khiến bao người ngày nay phải trầm trồ thán phục. Gần khu vực ngã tư Hàng Xanh hiện nay là rất nhiều các quán hội hè, từ sang trọng đến bình dị. Đồ ăn 24/7 lúc nào cũng có. Ngã tư này trong ký ức của người dân là một biểu tượng của thành phố mang tên Bác, bởi nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp không ngừng, luôn luôn phát triển. Ngã tư Bảy Hiền. Đây là nút giao thông quan trọng thuộc phường 4 quận Tân Bình, điểm giao của 4 đường lớn gồm Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ. Về tên gọi, theo một số nhà nghiên cứu, Bảy Hiền là tên của ông già bán cà phê cóc, sinh thứ 7, tên là Hiền. Người này cũng cai quản các đồn điền cao su của Nam Phương Hoàng Hậu, tức là Nguyễn Hữu Thị Lan, phu nhân của vua Bảo Đại. Khoảng năm 1940, người Sài Gòn gọi ngã tư ông Bảy Hiền, dần dần từ ông mất chỉ còn ngã tư Bảy Hiền. Sau này, nguyên khu vực quanh ngã tư được gọi là Bảy Hiền. Trước năm 1954, khu vực này vẫn còn là vùng ngoại ô của Sài Gòn, bao gồm một đồn điền cao su và những cánh đồng lúa chạy dọc theo con đường lên miệt Tây Ninh, một vài gia đình sinh sống bằng nghề làm ruộng và chăn nuôi ngựa. Vùng Bảy Hiền nổi tiếng với làng dệt do những cư dân Quảng Nam vào đây lập nghiệp sau năm 1954. Trên đường Nguyễn Bá Tòng thuộc phường 12 có một ngôi chợ chuyên bán các món ăn của xứ Quảng, chợ Bà Hoa.
Ngoài ra, thành phố còn nhiều địa danh có xuất phát từ đặc trưng của khu vực, chẳng hạn như Cát Lái của quận 2 phát sinh từ nơi quy tụ tàu thuyền của các lái tàu, từ Cát Lái dần bị đọc thành Cát Lái. Vòng xoay cây gõ quận 6 hình thành do khu vực có nhiều cây gõ. Chợ Bến Thành vì có bến thuyền buôn bán nằm sát bờ thành. Đặc biệt có một địa danh nữa khá thú vị mà chúng tôi muốn nói thêm ở đây, đó là Thị Nghè, một địa danh không mấy xa lạ đối với người dân Sài Gòn từ xưa đến nay, tuy nhiên ít người biết nguồn gốc của cái tên này. Bà Nghè, Mụ Nghè hay Thị Nghè là những danh xưng thân mật và kính trọng của người dân để gọi bà Nguyễn Thị Khánh, con gái đầu của quan Khâm Sai Chánh Thống Vân Trường Hầu Nguyễn Cựu Vân. Trong sách học giả Trương Vĩnh Ký ghi lại là Nguyễn Thị Canh, vì phiên âm Latin từ chữ Khánh. Theo dân gian kể lại, bà là người có công trong việc khai hoang đất ở, bắc cầu ngang qua để tiện việc đi lại, nên người dân lấy tên bà Nghè đặt cho cầu và sông ở đó. Được biết, Nghè là tên của chồng bà, đảm nhiệm chức vụ thư ký trong dinh phiên trấn. Còn trong Sài Gòn năm xưa, Vương Hồng Xển thì cho rằng, gọi cầu và sông bà Nghè nhưng các quan không chịu xưng hô như vậy và đổi lại là cầu và sông hay rạch Thị Nghè. Kiến giải này được cho là hợp lý vì cách gọi này biểu thị sự kính trọng của người dân đối với một người phụ nữ có công lao khai khẩn đất hoang. Kênh Thị Nghè được bắt nguồn từ rạch Nhiêu Lộc rồi đổ ra sông Sài Gòn nên đoạn này gọi chung là kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Về địa giới, Thị Nghè bao gồm một phần các phường 17, 19, 21 thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó có một nhà thờ và giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, gọi là nhà thờ Thị Nghè. Bên cạnh đó, tên Thị Nghè còn được đặt cho một ngôi chợ nằm trên đường Phan Văn Hân, phường 19, quận Bình Thạnh. Người dân ở đó quen gọi là chợ Thị Nghè. Qua những địa danh địa giới được đặt tên Thị Nghè cũng đủ thấy người dân ở đây vô cùng nhớ ơn, kính trọng và nể phục bà Nghè và công lao to lớn của bà đối với vùng đất này. Ngoài những câu chuyện kể trên, Sài Gòn còn nhiều địa danh có xuất phát từ đặc trưng của khu vực. Chẳng hạn, Cát Lái, quận 2 phát sinh từ nơi quy tụ tàu thuyền của các lái tàu. Từ Cát Lái dần bị đọc thành Cát Lái. Vòng xoay cây gõ ở quận 6 hình thành do khu vực có nhiều cây gõ. Chợ Bến Thành vì có bến thuyền buôn bán nằm sát bờ thành. Thế mới thấy, mảnh đất Sài Gòn vẫn luôn chứa đựng những điều thú vị và hấp dẫn về mỗi mảnh đất, vùng miền hay công trình.